Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn cái cách cài đặt cái điều khiển điều hòa đa năng trung hợp. Đấy. Thì với một số cái điều hòa cũ này hoặc là cái điều khiển như các bạn nó bị hỏng này và các bạn không thể mua được cái điều hòa chính hãng hoặc là không thích dùng những cái điều khiển tàu kia nó không nhạy, thì các bạn có thể dùng cái điều khiển đa năng này. Cái điều khiển đa năng này nó cũng là hàng tàu thôi, nhưng mà được cái là nó bắt khá là tốt, bắt hồng ngoại khá là tốt, thì các bạn có thể dùng cái điều khiển này và cái giá thành nó rất là rẻ thôi, chỉ khoảng trên dưới 100.000 là các bạn có thể có cái điều khiển để sử dụng rồi. Thì cái điều khiển này thì để cài đặt thì các bạn có thể xem qua cái hướng dẫn ở đây. Nhưng mà nếu các bạn không hiểu thì các bạn chỉ cần nhìn qua đây thôi nhé, là xem cái điều hòa nhà bạn là cái hãng gì. Đấy. Thì như điều hòa nhà mình đây là hãng LG này. Đấy, thì các bạn có thể nhìn ở đây nhà mình LG nhé, thì các bạn chỉ cần giữ vào cái nút mode này, chế độ này, giơ cái điều khiển này vào cái điều hòa này và giữ bấm vào cái phím mode này cho đến khi nào mà cái điều hòa cho các bạn nhé. Thì các bạn cứ giữ cái này nhé. Đấy, đến khi nào cái điều hòa nhà các bạn hoạt động khởi động thì lúc đấy là nó đã nhận được cái điều hòa nhà các bạn rồi. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái mã của nó là 6600 này. Đấy, đây này, ở sau cái tờ hướng dẫn của cái điều khiển nhé, thì đây LG này, từ 600 đến 609. Đấy, thì lúc này cái điều hòa nhà các bạn nó đã nhận cái điều khiển này rồi, thì các bạn cần phải lưu lại cái mã này, thì các bạn bấm giữ vào cái phím set này đến 6 giây, tầm 6 giây, 4 5 6. Đấy, thì các bạn nhìn thấy cái mã này nó nhảy như này, thì các bạn bấm vào nút OK. Đấy, thì nó giữ cái mã này lại. Đấy. Thì là lúc này là các bạn có thể dùng cái điều khiển này cho cái điều hòa nhà các bạn rồi. Đấy. Tắt này. Đấy, tắt nguồn này. Rồi, bật nguồn này. Rồi, chỉnh nhiệt độ này. Đấy. 21, 22, 23, 24. Chỉnh gió này, tốc độ gió này. Đấy, to nhất này, vừa này, nhỏ này, tự động này, mình đang để chế độ to nhất nhé, chế độ đảo gió này, thời gian này, hẹn giờ này, nhiệt chỉnh chế độ này, đấy. Và tương tự như thế thì đối với các dòng điều hòa khác thì các bạn cũng nhìn ở đây nhé, đối với cái hàng Gree hoặc Higher này thì các bạn sẽ giữ cái phím nguồn này. Đấy, thì các bạn sẽ dò được cái mã của cái điều hòa đấy. Đối với hàng Media, Toshiba, Trang Hông thì các bạn giữ cái phím lên này. Đấy. Đối với hàng Saab hoặc Kelon thì là giữ phím xuống này. Đối với hàng Mitsubishi hoặc các cái hàng khác thì giữ cái phím quạt này. Đấy. Đây là LG và Samsung thì vừa nhà mình là LG nhá, thì mình giữ cái phím mode này. Đối với cái hàng Hitachi hoặc Panasonic thì các bạn giữ cái phím này. Mở swing này. Đấy. Đối với hàng Sanyo, Hisense thì các bạn giữ phím A swing này. Đấy, đối với hàng Chigo, Daikin thì giữ cái phím time on này. Đấy. Đối với hàng Fujitsu, Carrier thì các bạn giữ cái phím Time Off. Đấy. Đối với hàng Chulan, AUX, Simco, Aosema thì các bạn giữ hai phím này. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể set bằng cái mã. Thì cái mã của các điều hòa nhà các bạn là gì thì các bạn có thể set bên đây. Nhưng mà cơ bản thì thường là các cái dòng điều hòa phổ thông nhất thì đều có ở bên đây rồi. Đấy, thì các bạn có thể
giữ cái phím theo cái hướng dẫn này để cài đặt, hoặc là cài đặt mã thì các bạn sẽ giữ phím set này nhé, để cho cái mã này nó nhảy nhảy này, và các bạn chọn cái mã bằng cái phím tăng giảm này đấy, chọn đúng cái mã mà trong cái tờ giấy giới thiệu này nó ghi này, thì là các bạn sẽ cài đặt được cái điều hòa nhà các bạn đấy. Thì đây là mình đang hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt nhanh nhanh nhất là đối với các điều hòa nhà các bạn phổ thông ấy, như LG, Samsung, Pana, Daikin, Hitachi vân vân, thì các bạn giữ trực tiếp bằng các cái phím chức năng này, giữ đến khi nào mà cái điều hòa nhà các bạn nhận phím điều khiển này, nhận cái điều khiển này thì là được đấy. Thì bây giờ các bạn có thể điều khiển thoải mái nhé. Đấy, tắt này, ok, bật lại này. Đấy. Đấy. Cái này cái ưu điểm của cái dòng điều khiển đa năng này là nó dùng được cho rất nhiều loại điều hòa khác nhau, và cái mắt hồng ngoại của nó cũng khá là nhạy. Chỉ có cái nhược điểm thì nó sẽ không phải là cái điều hòa điều khiển chính hãng thôi. Đấy. Còn như mình thấy cái này cũng kiểu dáng cũng khá là đẹp và sử dụng cũng khá là tiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.